Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Cầu Phật Phật độ, thầy Tử Vi chúc mừng con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Từ nay vận may tràn ngập, lộc về tới tấp, phát tài giàu to, hết lo thiếu thốn. Rất hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã đến và quay trở lại với Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc, giàu sang phú quý không ai sánh bằng. Quý vị và các bạn thân mến, theo luận giải tử vi mới nhất từ giới chiêm tinh học của con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thì Minh Đường Tử Vi thấy rằng từ mai đổ đi cho đến hết tháng tư âm chính là một thời điểm vô cùng rực rỡ và may mắn cho con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 khi họ cầu Phật Phật độ, thầy Tử Vi chúc mừng con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ mai vận may tràn ngập, lộc về tới tấp, phát tài giàu to, hết lo thiếu thốn. Quý vị Kỷ Dậu thân mến, trong cuộc đời của một Kỷ Dậu, chắc là sẽ luôn cần Kỷ Dậu phải phấn đấu cùng một thành quả ấy, nhưng người khác lại dễ dàng đạt được, nhưng Kỷ Dậu sẽ phải vất vả hơn nhiều phần. Lại có câu nhắc để Kỷ Dậu nhớ, trong các mối quan hệ xã hội thì Kỷ Dậu là hiện thân của sử quân tử, không mưu mô, không bần tiện, ngay thẳng và dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, Minh Đường Tử Vi thấy rằng người tuổi này thường cho đi nhiều hơn là nhận được. Khi Kỷ Dậu gặp khó, Kỷ Dậu là lựa chọn ưu tiên để nhờ vả. Khi Kỷ Dậu gặp khó, nhìn đi nhìn lại chẳng biết nhờ vả ai, cho đi nhiều hơn là nhận được, chân tâm, chân ái để nhận lại sự hờ hững, vô tình. Cổ nhân nói rằng, nhân sinh viễn lự, mà tất hữu cần ưu, người mà không biết lo xa, thì rất dễ ưu phiền gần. Thật vậy, nếu biết quản lý tiền bạc thì không nghèo, có kế hoạch thì không loạn, mà lo chuẩn bị thì không bận, biết mệnh biết ta thì không có khổ nạn. Ở cái độ tuổi chân cứng đá mềm này, thì Kỷ Dậu 1969 chợt nhận ra rằng mình đã bước sang nửa bên kia sườn dốc của cuộc đời từ bao giờ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cái tuổi nó đuổi xuân đi, xuân đang tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là đời cũng hết. Phải chăng là chúng ta nên có sự chuẩn bị tốt hơn chăng, để tránh những năm tháng sau cùng và sống trong bi lụy, nghèo khó, khổ đau, chúng ta cũng cần tỉnh táo hơn khi đã bước qua những ngày tháng hào hùng, sôi nổi nhất của cuộc đời mình. Theo như luận giải mới nhất của giới tử vi về vận trình sắp tới của quý vị Kỷ Dậu sinh năm 1969, cầu Phật Phật độ, thầy Tử Vi chúc mừng con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ mai vận may tràn ngập, lộc về tới tấp, phát tài giàu to, hết lo thiếu thốn. Quý vị sẽ được lợi từ phúc tinh, lộc tinh và quý nhân nâng đỡ. Đây cũng là thời điểm phải nói là hiểm có, cực thịnh thánh sẽ cứu âm độ dương, về chữ đỏ, bỏ chữ đen, mà ban cho tài cho lộc, cho vạn sự hanh thông, mà mưu sự như ý. Cho nên quý vị mà biết nắm bắt thời cơ này, thì thời điểm tới đây sẽ không phải nghĩ về chuyện tiền bạc, mà tiền vào như nước, trả hết nợ nần, gia đình êm ấm, hạnh phúc, phàm là chuyện trên đời, muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nay thời cơ đã đến, muốn giàu nhanh thì phải làm thế nào? Vậy hãy cùng với những người làm chương trình trên Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây quý vị nhé! Quý vị Kỷ Dậu 1969 ạ, bất kể ai trong chúng ta, kể từ khi sinh ra trên cõi đời này, cũng đều phải trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, đắng, cay, ngọt, bùi, từ những khốn khổ cùng cực cho tới những lúc hạnh phúc thăng hoa. Nhưng mà người xưa vẫn thường nói rằng,
qua cơn bí cực thì đến hồi Thái Lai, không ai mà giàu ba họ, Kỷ Dậu chẳng ai khó ba đời. Mọi khó khăn, bão tố, nghèo đói khổ sở rồi sẽ qua đi, chỉ cần Kỷ Dậu nỗ lực, không tự bỏ hy vọng thì ắt sẽ thu lại được những chiến lợi phẩm bất ngờ cho một ai đó đang chán nản, buồn xuôi, cũng đã quên mất bản thân từng ngô nghênh như thế nào. Ta không muốn tầm thường, vậy ta phải nỗ lực, ta không muốn nhạt nhòa, vậy ta phải chăm chỉ, thăng hoa, ta không muốn là một người vô tâm, không muốn làm một kẻ thiếu nhân tính, vậy thì cần tiền tài để hóa giải họa hại, tai ương, cần thành công để không bất lực, cắn răng đầy ai oán khi không giúp đỡ được những người mình yêu thương trong cuộc đời. Thế giới này nó vốn rất công bằng, nó là một công thức cho đi và nhận lại, Kỷ Dậu đổ bao nhiêu máu, Kỷ Dậu chảy bao nhiêu mồ hôi, Kỷ Dậu cống hiến bao nhiêu máu lửa, và nhiệt huyết thì tương ứng, Kỷ Dậu có bao nhiêu phần khả năng nhận lại quả ngọt tự thành. Theo như luận giải tử vi chọn đời cho thấy rất rõ là quý vị Kỷ Dậu 1969 là người dí dòm, năng động, tràn trề sức sống, biết quan tâm, tình cảm, lãng mạn, thích giúp đỡ người khác và lấy điều đó làm niềm vui. Kỷ Dậu là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, rất quan tâm đến ngoại hình, thường trau chuốt bản thân, thích thể hiện, hơi phô trương. Đặc biệt phụ nữ Kỷ Dậu cực kỳ thích trương diện và cũng tiêu rất nhiều tiền cho việc làm đẹp, mua sắm. Kỷ Dậu mang hành thổ, tính cách khác hẳn so với những tuổi Dậu khác. Sách xưa có viết, nhâm thân, Kỷ Dậu là chính vị của thổ cục, nằm ở vị trí lâm quang đế vượng, nên cho nên thổ ở đây giả cứng cương mãnh, ví như nền đất của ngôi nhà, nên gọi là đại trạch thổ. Do đó Kỷ Dậu là tuổi có khí thế cực thịnh, người Kỷ Dậu tư chất quyết đoán, nghiêm nghị, dứt khoát, là mẫu người có chí lớn, tâm tính mạnh mẽ, cứ nghị, quyết liệt. Những người sinh năm 1969, họ được gắn với hình ảnh kiên cường, hiếu chiến, đầy trải nghiệm, đặc biệt là tuổi Kỷ Dậu sinh vào giờ Dần, là từ 3 giờ đến 5 giờ. Đây là giờ sáng, chính vì thế họ dễ kích động, dễ tranh cãi với người khác. Ngược lại, Kỷ Dậu sinh vào giờ chiều tối, tính tình hiện lành, nhu mị, có đôi chút nhút nhát. Chữ Kỷ thuộc thổ, chữ Dậu thuộc kim, nạp âm cũng là hạnh kim, nên người Kỷ Dậu nếu có thêm bộ cương cường sẽ rất dữ dội. Thổ xả vô hỏa bất thành hình, tức đại trạch thổ đều phải có hỏa, rèn luyện thì mới thành vật dụng được. Do đó, Kỷ Dậu thường phải xúc tiến, xông pha ra đời, văn ôn võ luyện thì mới làm nên cơ nghiệp. Kỷ Dậu ngoài nóng trong lạnh, bên trong là người rất tịnh cảm, nghĩ tốt và có ý tốt với người khác, nhưng sự thể hiện bên ngoài lại khá thẳng thắn, ngôn từ chỉ trích sắc bén, không mấy khi được tinh tế, khiến người nghe cảm thấy tổn thương, khó tiếp nhận. Do vậy, tuy là người Kỷ Dậu hào phóng, chân thành, nhưng Kỷ Dậu lại có rất ít bạn tâm giao. Trong sách Diễn Cầm Tam Thế có nói, Kỷ Dậu được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Ngoài ra, Kỷ Dậu có cảm nhận tốt về tâm linh, bản thân Kỷ Dậu cũng có khả năng tâm linh cao hơn những con giáp khác. Kỷ Dậu 1969 mà sinh giờ tốt là người có văn võ song toàn, trung vận được hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi này có sao thiên đức chiếu mạng, cho nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, hay được biểu dương, khen tặng, nhưng cũng cần phải cân nhắc kỹ trong mọi việc làm. Do mệnh đại trạch thổ, mà thổ thì phải thật bén, chắc, nếu không rất dễ gặp chuyện làm ơn mắt oán, gậy ông đập lưng ông. Sinh nghề tử nghiệp, thông minh, sáng suốt, nhạy bén, xử lý vấn đề thông suốt, nhẹ nhàng, không bó tay trước các vấn đề nan giải. Kỷ Dậu lại hiểu chiến, bất cần, có máu ăn thua cao, cho nên hãy tránh đụng chuyện với Kỷ Dậu, hoặc là ít nhất tránh xa nhé. Nếu mà Kỷ Dậu đang giận dữ, nếu kẻo không chết cũng trọng thương, như tàn cuộc của trận đá gà, việc chủ mệnh nổi cấu, hay là phản ứng gây gắt, lại cũng là hành động kích ngòi nổ, dẫn đến hậu quả không lượng trước được. Kỷ Dậu cần hết sức thận trọng trong hành xử, phải biết điều tiết cảm xúc của mình, đừng nên quá liều lĩnh, nếu không thì sẽ phạm những sai lầm đáng tiếc, đặc biệt tránh xa cờ bạc, khi bị cuốn vào sẽ khó mà dứt ra được. Và tiếp theo chương trình sẽ là xem tử vi chi tiết về nội dung cầu Phật Phật độ. Thầy tử vi chúc mừng con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ mai vận may tràn ngập, lộc về tới tấp, phát tài giàu to, hết lo thiếu thốn. Kính thưa quý vị, vận trình của người tuổi Kỷ Dậu nhìn chung khá tươi sáng trong thời điểm này. Kỷ Dậu càng chăm chỉ làm việc thì sẽ càng gặt hái được nhiều thành quả. Tuy nhiên, chủ mệnh cũng cần chú ý hành xử để tránh những rắc rối không đáng có nhé, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trên phương diện sự nghiệp, tử vi thấy xuất hiện tam hợp phù trợ. Chính vì thế, chủ mệnh đã phát huy được tài năng của mình, lại biết lãnh đạo, cổ vũ mọi người hướng tới mục tiêu chung. Vì vậy,
không ít người ghi được điểm trong mắt lãnh đạo, đạt được cột mốc mới trong công việc. Nếu chú ý hơn đến cách nói năng, cư xử, thì Kỷ Dậu dễ mở rộng được các mối quan hệ xã giao hữu ích. Trên phương diện kinh tế, Kỷ Dậu đưa ra được những quyết định khá đúng đắn trong đầu tư và kinh doanh. Có thể đồng tiền không chảy về tối của Kỷ Dậu ngay lập tức, nhưng vẫn sẽ có những lời lại nhất định, giúp Kỷ Dậu kiên định hơn với định hướng của mình. Tuy nhiên, chủ mệnh lúc này cũng hãy kiềm chế tính nóng nảy của mình, để không gây ra những mâu thuẫn với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp xung quanh. Chuyện tình duyên thì lại có lắm nỗi gian truân. Ngũ hành tương khắc cho thấy vợ chồng Kỷ Dậu dễ mâu thuẫn với nhau, dù nguyên nhân có thể rất nhỏ nhặt, Kỷ Dậu không thể ép buộc người ấy phải làm theo mọi mong muốn của mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy, hạ cái tôi xuống một chút, có thể Kỷ Dậu sẽ nhìn nhận mọi việc theo hướng khác. Tóm lại, tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, tử mai sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, hết lo thiếu thốn. Trên phương diện sự nghiệp, Kỷ Dậu phát huy được tài năng, được nhiều người ghi nhận, đạt được nhiều thành công mới. Về kinh tế, Kỷ Dậu đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh đúng đắn, thu được lợi nhuận nhất định. Tuy nhiên, Kỷ Dậu cần kiềm chế tính nóng này để tránh mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Đường tình duyên gặp nhiều trắc trở, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn. Kỷ Dậu cần thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của đối phương để giải quyết vấn đề. Quý vị và các bạn đang xem nội dung Cầu Phật Phật Độ, thầy tử vi chúc mừng con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, tử mai vận may tràn ngập, lộc về tới tấp, phát tài giàu to, hết lo thiếu thốn. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi tử vi chi tiết cho 2 tuần còn lại trong tháng 4 âm lịch như sau. Và quý vị hãy chú ý xem kỹ video nhé, để biết được vận trình hung cát và đừng bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào để có kế hoạch cho tháng mới này nhé. Đầu tiên là tử vi tuần thứ 3 trong tháng 4 âm lịch. Căn cứ vào tử vi tuần 3 tháng 4 âm của 12 con giáp âm lịch, chúng tôi, những người biên tập nội dung thấy rằng thời điểm này sẽ mang tới cho người tuổi Kỷ Dậu nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình trong sự nghiệp. Và tất cả là nhờ có lục hợp nâng đỡ, có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công, các kế hoạch dự định đều được tiến hành trôi chảy, Kỷ Dậu cũng tìm ra được những phương pháp mới, hướng đi mới phục vụ rất nhiều cho sự nghiệp ở thời điểm hiện tại, tinh thần làm việc được củng cố, giúp chủ mệnh có những suy nghĩ tích cực, hành sự thêm phần xông xáo và mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần trang trọng. Thành quả thu được chính là động lực cho Kỷ Dậu tiếp tục phấn đấu. Chính vì có định hướng công việc rõ ràng, Kỷ Dậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi đi đúng đường, không còn quá mông lung. Tuy nhiên, khi bắt đầu một hạng mục mới toanh, Kỷ Dậu vẫn nên có thời gian xem xét, tính toán đường đi nước bước cụ thể. Đừng hấp tấp vội vàng mà phạm sai lầm. Con giáp này có thể tự thực hiện giấc mơ của mình rồi đấy. Đừng bỏ rơi giấc mơ và tham vọng của mình khi mọi thứ đang ở trong tay. Vận quý nhân trong tháng vượng, nhân đà này Kỷ Dậu có thể tiến hành việc lớn, nhân duyên tốt đẹp thúc đẩy công việc thuận lợi hơn, mối quan hệ với đồng nghiệp cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Kỷ Dậu nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình. Tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn Kỷ Dậu chạm tay tới mục tiêu. Lưu ý tuần này, Nguyệt lệnh Lâm Tử ở Dậu báo hiệu Việt Nam TR vẫn còn bất ổn, thậm chí có chịu hướng giảm dần, quá trình tiến hành công việc có thể vẫn gặp trở ngại. Nếu thiếu sự cẩn thận, làm gì cũng nên làm từng bước một, chậm nhưng chắc, cơ hội gặt hái thành quả tốt vẫn nhiều, Kỷ Dậu không phải quá lo lắng hay bi quan. Tài lộc của tuổi Kỷ Dậu trong tuần thứ 3 này được đánh giá khá hanh thông, sự xuất hiện của tài tin chính tài cho thấy thu hoạch rất khả quan, cho nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Thời điểm này, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được, nguồn thu tăng lên đều đều. Tuy nhiên, có thu có chi. Nếu chủ mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ, thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra. Người làm công ăn lương, công việc tiến triển tốt, thu nhập ổn định, mưu sự trong tuần dễ thành, đồng nghĩa sẽ có cơ hội tăng lượng. Chủ mệnh có thể chủ động đề xuất, hoặc là người may mắn hơn sẽ được cấp trên chủ động đề xuất. Đây cũng là phần thưởng để động viên khích lệ tinh thần làm việc hăng say của con giáp này trong suốt thời gian vừa qua. Một số người còn có thêm khoản thu từ nghề tay trái. Nhưng lưu ý, cần cân nhắc điều gì quan trọng hơn. Đừng mải mê làm việc phụ mà bỏ bê công việc chính, kẻo khó có thể chu toàn cả hai bên.
người làm kinh doanh cũng có một tuần tất bật, nhưng lợi nhuận thu về xứng đáng. Lục hợp quý nhân sẽ giúp Kỷ Dậu tìm kiếm đối tác làm ăn lớn, nhưng để thuyết phục được họ đồng ý hợp tác cùng Kỷ Dậu sẽ phải tốn không ít công sức. Hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo phải hối tiếc. Nên nhớ, tuần này có nguyệt lệnh lâm tử ở Dậu, sẽ báo hiệu tình hình tài chính vẫn còn có phần bất ổn, có thể xảy ra biến động lớn trong đầu tư kinh doanh, phải hết sức thận trọng kẻo tổn hao số tiền lớn. Cát khí trong tuần thứ 3 tháng 4 âm này cũng giúp vận trình tình cảm của Kỷ Dậu hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn, gia đạo êm ấm, vợ chồng khó tránh lúc to tiếng qua lại, chủ yếu do mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng, cho nên mọi chuyện được giải quyết khá nhanh. Phương diện sức khỏe của Kỷ Dậu trong tuần thứ 3, nhìn chung, không có vấn đề gì đáng lo, chủ mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại, đề phòng tai nạn té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, Kỷ Dậu cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ. Tóm lại, tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu có nhiều cơ hội kháng định năng lực, sự nghiệp nhờ có lực lục hợp nâng đỡ, công việc thuận lợi, mưu sự dễ thành, tinh thần làm việc được củng cố, tài lộc hanh thông, thu nhập tăng đều, tuy nhiên cần chi tiêu hợp lý để đạt mục tiêu tích lũy. Vận trình tình cảm hài hòa, gia đạo êm ấm, sức khỏe nhìn chung ổn định, nhưng cần chú ý khi tham gia giao thông hoặc làm việc chân tay, và quý nhân là tuổi Tuất, màu sắc may mắn là hồng và đỏ, con số may mắn là 45, 18, 79, 83. Cuối cùng là tử vi tuần thứ tư trong tháng tư âm lịch. Theo dõi tử vi tuần thứ tư trong tháng tư âm, tuổi Kỷ Dậu âm lịch về phương diện sự nghiệp, người tuổi Kỷ Dậu sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu. Ở tháng vượng vận khí như này, có nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ con giáp này gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ tới nơi tới chốn, tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hứng khởi giúp Kỷ Dậu trở nên vô cùng nổi bật, và bằng sự thông minh cũng như sáng tạo của mình kết hợp với tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công ở thời điểm hiện tại. Kỷ Dậu hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của Kỷ Dậu nữa. Lại thêm tả phù cát tinh chiếu mệnh, điều này sẽ báo hiệu có sự nâng đỡ, giúp sức từ quý nhân, con giáp này có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống, để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn, tuổi Kỷ Dậu cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, 5 lần 7 lượt mới nắm bắt được thành công, không có chỗ cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu chủ mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, Kỷ Dậu có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Thêm một điều nhắc nhở nữa, tháng này Kỷ Dậu càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét, do nóng mắt. Thiên cầu hung tinh nhắc nhở, hung họa tiềm ẩn rất nhiều, Kỷ Dậu chớ nên chủ quan, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, Kỷ Dậu lúc này cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần Kỷ Dậu hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Sát khí trong tuần cuối của tháng tư âm này cũng có lợi cho việc trao dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Kỷ Dậu. Ở phương diện tài lộc, tuần cuối tháng tư âm mang đến cho tuổi Kỷ Dậu nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà. Người tuổi Kỷ Dậu với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tinh hỗ trợ, nên nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông thoáng, tài vận khá sáng, được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy, thì tài lộc tăng theo là lẽ đương nhiên, chủ mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt việc của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng lên khá nhanh. Thêm cả thiên tài báo hiệu, chủ mệnh cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại, lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh. Trong thời điểm này, tử vi thấy chủ mệnh hoàn toàn có thể tận dụng lúc này tổng lực triển khai dự án mới hoặc là phát triển quy mô dự án cũ. Tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp chủ mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, Kỷ Dậu vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó. Nhờ có tài vận ổn định, Kỷ Dậu có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần Kỷ Dậu chăm chỉ, cần cù,
thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, Kỷ Dậu cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi trong tháng có cả thiên cầu hung tinh hoành hành, sai một ly là có thể trả cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, Kỷ Dậu có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Trong tuần cuối tháng tư âm lịch này, may mắn nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, nên hứa hẹn chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Dậu được thuận buồm xuôi gió, vợ chồng duy trì được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi, giải quyết mọi vấn đề. Nhờ vậy mối quan hệ được củng cố và ngày càng bền chặt, hạnh phúc gia đình được đảm bảo, tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ. Kỷ Dậu cảm nhận được sự động viên tinh thần mọi người dành cho mình trong mọi việc. Tử vi tuần cuối tháng 4 âm lịch cũng cho thấy thể trạng của tuổi Kỷ Dậu khá tốt, chủ mệnh lâm đất trường sinh sức khỏe khá ổn định, không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Lưu ý trong tuần này có sự xuất hiện của sao xấu thiên cầu, có thể mang tới họa hình thương tai nạn bất ngờ. Điểm báo tử vi nhắc nhở tuổi Kỷ Dậu lúc này nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa tới những nơi cao hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu điện, chùa tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Tóm lại, trong tuần cuối tháng tư âm lịch, tuổi Kỷ Dậu sẽ có những bước tiến lớn trong sự nghiệp, đạt được nhiều thành tựu nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh. Kỷ Dậu sẽ khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công nhờ sự thông minh, sáng tạo và tinh thần chuyên nghiệp. Về tài lộc, Kỷ Dậu có nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà nhờ khả năng chi tiêu chu đáo và sự hỗ trợ của tài tinh. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng dự án có lợi. Về tình cảm, tuổi Kỷ Dậu được thuận buồm xuôi gió, vợ chồng duy trì được cảm xúc ổn định và mối quan hệ ngày càng bền chặt. Sức khỏe của Kỷ Dậu khá ổn định, tuy nhiên, cần cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa tới những nơi cao hẻo lánh. Và quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Sửu, màu sắc may mắn là hồng và đỏ. Con số may mắn là 48, 13, 29, 33. Quý vị thân mến, ngày sinh cũng là yếu tố vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể, những ngày sinh đại cát của người tuổi Dậu là ngày nào và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé. Người tuổi Dậu sinh ngày mùng 2 âm lịch là người trung hậu, thành thật, còn trẻ có thể nổi danh và được mọi người ngưỡng mộ, tài vận không thiếu, mọi việc trôi chảy, hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Dậu sinh ngày mùng 5 âm lịch là người đầu óc thông minh, có khả năng độc lập, mọi chuyện toại nguyện, phú quý vinh hoa đầy đủ, vợ chồng hòa thuận, nhìn chung, cuộc đời thông thuận không có điểm nào đáng ngại. Người tuổi Dậu sinh ngày mùng 8 âm lịch là người có trí tuệ vượt trội, suy nghĩ chu đáo, giỏi giang và biết tính toán, sắp đặt kế hoạch, cả cuộc đời thành nhiều bại ít, chuyện gì cũng đạt được thành công. Người tuổi Dậu sinh ngày 15 âm lịch thì có thiên phú trời ban, không những có thể vang danh bốn biển mà còn để lại phúc ấm cho con cháu đời sau, vận mệnh phúc quý bền vững lâu dài. Người tuổi Dậu sinh ngày 17 âm lịch là người có vận số cát tường, đa tài đa nghệ, nhờ mình mà cả nhà được hưởng quang vinh, cơm no áo ấm, thân thể khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật, gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Người tuổi Dậu sinh ngày 19 âm lịch có tinh lực dồi dào, đầu óc thông minh, làm việc cương nghị, quả đoán, có thể độc lập gây dựng sự nghiệp mà không cần dựa vào ai khác, mưu sự chính xác, ít khi mắc sai lầm, cuộc đời thông thuận. Người tuổi Dậu sinh ngày 21 âm lịch, thông minh lanh lợi, quý nhân giúp đỡ, can đảm, tài trí hơn người, thanh danh lan xa. Người này cuộc đời có nhiều vận may, gặp nhiều kỷ giàu to, cuối đời không chỉ có tiền tài mà còn có danh tiếng rất tốt. Người tuổi Dậu sinh ngày 23 âm lịch, có đầu óc nhanh nhẹn, tài năng linh hoạt, xử sự khôn ngoan, khéo léo, có uy tín nên có thể đạt được thành công lớn, ra ngoài bon chen với đời không bao giờ chịu thua thiệt. Người tuổi Dậu sinh ngày 26 âm lịch, có tài năng thiên phú trong việc kinh doanh, con đường tài lộc hanh thông, lưu loát, tài nguyên rộng rãi khắp nơi, cuộc đời không lo cơm áo gạo tiền, không bao giờ nghèo túng. Vâng, trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung cầu Phật Phật độ,
thầy tử vi chúc mừng con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ mai vận may tràn ngập, lộc về tới tấp, phát tài giàu to, hết lo thiếu thốn. Từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải mong quý vị thông cảm, hoan hỷ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý vị Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con kết thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ ác sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp quý cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị Kỷ Dậu sinh năm 1969 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Biết ơn và hẹn sớm gặp lại quý cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Trân trọng.